Đẹp không anh em? Hai chai nước hoa này mà bày ở trên kệ hay là mang đi làm quà tặng sinh nhật hay là Noel những thứ Tết những thứ thì hết tầm luôn. Và đây là hai chai nước hoa của nhà Moschino, đó là Toy Boy và Toy Chu. Và người ta hay gọi với cái tên đó là gấu trắng và gấu đen. Thì mình thì chưa gọi là thử qua bất cứ một chai nước hoa của nhà Moschino nào. Và đây là hai chai đầu tiên mà mình thử, thì hôm nay mình sẽ review cảm nhận của mình về hai chai nước hoa này để cho các bạn cùng biết nhá. Trước tiên thì chúng ta đến với ngoại hình của hai chai nước hoa này nhá. Thì như các bạn thấy đây, nó có hình con gấu rất là xinh đó, và có biểu tượng của tên thương hiệu là Moschino luôn. Và hai chai nước hoa này thì thực ra thì trông nó rất là giống nhau, các bạn có thể tháo đầu con này lắp đầu con kia cũng được, không sao cả, và trông rất là xinh, rất là đáng yêu. Về mùi hương của hai em nó thì liệu nó có đáng yêu, liệu nó có cute, có trẻ trung như là cái cách họ làm packaging không, thì đầu tiên chúng ta đi vào mùi hương của gấu trắng hay gọi là Toy Chu của nhà Moschino này. Thì em này mình trước khi mình làm ấy thì mình có đọc được rất nhiều những cái review, đó là chê chai nước hoa này có mùi hương kiểu hóa học, rồi mùi nó nồng lắm, kinh lắm. Nhưng mà cụ thể thì mùi nó nồng và nó kinh như thế nào, thì khi xịt cái mùi hương của gấu trắng này ra thì các bạn sẽ ngay lập tức ngửi thấy mùi của táo, mùi của một quả táo xanh rất là tươi và có phần hơi ngọt ngọt. Và cái mùi táo ở đây, nếu như bạn nào mà vừa xịt xong phát mà các bạn kiểu xuống tiền luôn thì các bạn đã nhầm. Em này được khoảng tầm 5 phút cái mùi táo ngon thôi, và sau đó sẽ là một cái mùi hương có phần hơi ngọt ngọt, hơi dính dính một chút, và mùi hương nó không còn tươi như ban đầu nữa. Và về sau ấy thì mùi hương này nó có phần hơi giống những cái mùi xà phòng, những cái mùi sữa tắm, và nó được điểm thêm bằng một chút cái vị ngọt của táo, của một cái loại hoa quả gì đó nữa. Thì mình chưa được ngửi ra, chủ yếu là ngửi thấy mùi của táo và mùi xà phòng. Thì khi xịt cái mùi nước hoa này ra ấy, mình nhớ đến một cái hình ảnh, đó là ngày xưa khi mà mình có chơi với một hội bạn, có một thằng con trai nhà nó rất là giàu, và mình đi đá bóng với nhau thì thường là về nhà nó để tắm rửa các thứ, sau khi đá bóng xong về nhà nó tắm. Thì nhà nó có điều kiện ấy, nên là kiểu vào những cái năm tầm 2000 những thứ mà được tắm những cái bánh xà phòng với nước ngoài về ấy. Tại vì nhà nó thì có người đi nước ngoài, bố mẹ nó như cũng ở nước ngoài, và được tắm xà phòng đấy thì mình nhớ mãi vào ui cái xà phòng này thơm vãi chưởng, thơm nhẹ phảng phất một chút mùi hoa, nhưng mà hoa ở đây nó có phần hơi swappy. Và ở đây thì cái mùi hương của gấu trắng này nó được điểm thêm một chút vị ngọt của táo. Thì nếu như bạn nào mà gọi là đã từng sử dụng qua những cái bánh xà phòng ngày xưa ấy, bánh xà phòng bông ngày xưa mà chắc là ở Pháp các thứ từ gì đó mà kiểu Việt Kiều cái hay mua về để tặng làm quà ấy, mà các bạn có nhớ thì mùi hương này nó có phần ná ná đấy, như vậy chỉ điểm thêm một chút, như mình nói là điểm thêm một chút cái mùi vị ngọt của táo thôi. Và em này thì trên da mình nó bám được khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Và mùi hương của nó ấy, thì mình đánh giá là nó rất là đơn giản. Nếu như không muốn chê là họ không đầu tư quá nhiều về cách làm mùi, họ chỉ đầu tư về cái dinh để thu hút ngoại hình. Và cái nốt hương mở đầu thì rất là hút mũi. Nếu như bạn nào mà mua ngay sau khi xịt thì mình nghĩ rằng là chắc là các bạn sẽ phải hối hận một chút. Còn với cái giá tiền 1,5 triệu cho 100ml thì mình nghĩ rằng là nó không hề phù hợp với chai nước hoa này, ngoài cái việc chỉ để bày cho đẹp hay là mang đi tặng quà đó. Và cái độ tuổi phù hợp cho em này chắc là tầm 16 đến 22 thôi. Tức là bạn nào trẻ trung một chút, rồi thích cái phong cách, nó thích những cái mùi hương đơn giản, nó sạch sẽ. Và mùi hương này thì nghiêng nữ nhá, chứ không nghiêng nam. Nên là em nó thì tạm thời để sang bên này, để tí nữa mình sẽ cho các bạn tổng kết là nên mua em nào. Nếu như gấu trắng mang đến cho mình một cái sự hụt hẫng, một cái sự khá là buồn về cái cách làm mùi, thì ở gấu đen này nó lại mang đến cho mình khá là nhiều điều bất ngờ, khá là nhiều điều thú vị mà mình phải thử em nó khá là lâu để có thể review. Mình đã phải wow lên khi mà mình xịt em này ra. Một cái mùi hương rất là đặc biệt, phải nói là như vậy. So với những cái phân khúc tầm 1,5 triệu cho 100ml
và những thân thúc thương hiệu designer thì đây là một cái mùi hương làm rất là khác thường, nó đi theo một cái lối hoàn toàn riêng. Khi các bạn xịt em này ra thì các bạn có thể thấy rằng một cái vị nồng rất là mạnh từ tiêu và gừng như các thứ nó sẽ sộc thẳng lên mũi bạn. Và thường ấy thì nhiều người đã sẽ không thích những cái nốt hương này, nhưng mà nếu như các bạn gọi là có một cái chút cái độ kiên nhẫn, nếu như các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ không gửi ngay, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng ở trong cái vị tiêu ở nồng này nó có một cái rất là đặc biệt, đó là cái mùi hơi ẩm và hơi chua của gỗ nhá. Nó như kiểu là cái gỗ phơi, gỗ bạn phơi khô xong rồi bạn lại bị ngâm nước ấy, một cái mùi gỗ rất là đặc trưng, rất là đặc biệt, cùng một chút tiêu cay làm cho mùi hương rất là ấm áp, rất là nồng. Và em này khi mà bước qua được cái giai đoạn ban đầu khoảng tầm hơn một tiếng ấy thì các bạn sẽ nhận thấy một mùi hồng. Mùi hồng ở đây nó rất là ngon, nó sẽ hơi spicy một chút tại vì do tiêu và gừng ban đầu gây ra, và nó có một nét hơi kiểu gỗ nhưng mà nó hồng, nó vẫn là chủ điểm. Và em này thì thực sự rằng là mình nghĩ rằng là nó làm theo một cái mùi hương đi theo một cái lối rất là đặc biệt, và em này thực sự rằng là mình nghĩ rằng là mình sẽ sở hữu em nó, mình sẽ mua em nó về, thứ nhất là vừa để bày, thứ hai là đây là một cái mùi hương mình nghĩ rằng nó sẽ xịt khá là phù hợp cho mùa thu hoặc mùa đông, tại vì cái nốt hồng ở đây mình rất là yêu thích, nốt hồng hơi ướt ướt một chút và spicy woody. Và em này thì nó cũng nó sẽ phù hợp với những bạn nào, bạn nam, nó sẽ phù hợp với những bạn nam nào theo cái phong cách gọi là hơi kiểu thứ nhất là phải có sự kiên nhẫn với cái mùi hương. Nếu như các bạn xịt vừa phát bạn thấy nồng, các bạn bỏ đó thì các bạn đã bỏ qua một cái mùi hương rất là tuyệt vời. Cái thứ hai đó là một cái mùi nó mang đến hình ảnh của một người đàn ông kiểu có phần hơi gai góc, có phần hơi bí hiểm và rất là mạnh mẽ bởi cái nốt gỗ và cái nốt spicy đây. Và em này thì có lẽ phù hợp độ tuổi, có lẽ là sẽ tầm từ 22, ở tầm 22 đến tầm 26, 27 ở đó mãi là chưa có gia đình, vẫn là một chàng trai chơi ngông, thì em này sẽ rất là phù hợp với các bạn nam theo cái phong cách kiểu đó. Và mùi hương này thì bám ở trên da mình khoảng tầm trên 8 tiếng, rất là tốt nhá, rất là tốt. Nếu như anh em nào mà thích những cái mùi hương như kiểu là Lilabo Row 31 theo cái kiểu hồng và tiêu rất là tinh tế, rất là mang đến một hình ảnh tinh tế khéo léo, thì đây là một người đàn ông thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ thích cái phiên bản này. Tại vì ở đây thì người đàn ông này có phần nó phô thẳng ra luôn, nó phô thẳng là một người đàn ông ngọt ngào bởi cái nốt hương hoa hồng rất là lãng tử, rất là quyến rũ trong này, và nó vẫn có nét spicy nhưng mà rất là nhẹ thôi. Nó là cái phiên bản mà mình đánh giá rằng nhẹ hơn của Lilabo Row 31 đó, và giá tiền thì cũng ngang nhau 1,5 triệu. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như nào, có nên mua hai em này hay không thì chắc là các bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình sẽ tổng kết nhanh ở đây. Đó là với gấu trắng thì mình nghĩ là nó là một cái mùi nữ hợp với những bạn nào phong cách kiểu thích những cái mùi nhẹ nhàng, mùi kiểu sạch sẽ, có phần hơi ngọt một chút, hoặc là các bạn mang đi tặng cho những bạn nữ có độ tuổi tầm từ 16, 17 cho đến tầm 20, 22 khá là ok, tại vì ngoại hình rất là đẹp. Còn cái màu còn gấu đen kia ấy thì nó là một cái phiên bản mà những bạn nào thích, những bạn nam nào thích những cái mùi hương mang tính signature scent, những cái mùi hương mà không đụng hàng với ai, thì những cái nốt hồng làm rất là đặc biệt như kiểu Lilabo Row 31 em này thì nó sẽ rõ ràng, nó sẽ rành mạch hơn, thì các bạn có thể mua chai nước hoa gấu đen này và đi tặng cũng được, rất là hợp lý. Mình nghĩ là như vậy, sắp tới rất nhiều dịp thì các bạn nữ có thể mua tặng người yêu thì các bạn có thể mua tặng như này. Và em này thì nữ cũng phù hợp sử dụng, tại vì nếu như bạn nữ nào theo phong cách thực sự là cá tính mạnh mẽ thì các bạn có thể xịt những mùi này. Và tại vì đây mùi hồng đây mình thấy rằng là nó rất là dễ ngửi, nó rất là dễ phù hợp cho cả nam và nữ ấy. Đó, và đó là cảm nhận của mình về hai chai nước hoa của nhà Moschino này. Và mình nghĩ rằng là mình có ấn tượng khá là tốt với nhà Moschino này, nên là mình sẽ sắp tới mình sẽ tìm thêm mấy chai của nhà Moschino này về để làm cho mọi người. Và đó là cảm nhận của mình, còn không biết là cảm nhận các bạn ra sao về hai mùi hương này. Nếu như các bạn có đã sử dụng qua thì bạn hãy comment bên dưới,
Và nếu thấy video này hay thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.